mong ước của một người con là khi mình làm bất cứ điều gì thì mình cũng nên là đi đến mẹ mình. Thì trong cái lớp học K4 này thì mình cũng mong tất cả các bạn thì ai đã đi học thì cố gắng là học cho thật tốt, dành những bông hoa điểm 9 điểm 10, đó là những nét chữ đẹp